chấn động. Thầy Tử Vi báo trước cực chính xác, tuần vàng hốt bạc đúng tháng 9 âm lịch năm Giáp Thìn 2024, tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978, tổ tiên ban lộc. Xóa sạch tai ương, vượt qua vận hạn, đón vận may bất ngờ, làm ăn trúng lớn, trúng số liên tiếp, có 100 tỷ gửi ngân hàng, đổi đời xứng tầm đại gia. Hoan hỷ chào mừng quý vị khán thính giả đang theo dõi chương trình trên kênh Lộc Phát. Tử vi của chúng tôi ngày hôm nay kính chúc quý vị sức khỏe dồi dào, vạn sự như ý, phú quý, bình an. Quý vị thân mến, theo quan niệm của tử vi phong thủy học, mỗi người đều mang trong mình một số phận khác nhau. Có người giàu sang, phú quý tại thời điểm này nhưng lại xui xẻo, bần hàng ở thời điểm khác. Không ai có thể biết trước được may mắn sẽ mỉm cười với họ vào lúc nào. Thế nhưng may mắn vốn dĩ được cấu thành từ cơ hội, và ta cần phải nắm bắt những cơ hội vàng và phát huy một cách triệt để. Và mới đây nhất, sau khi xem luận giải về tử vi của những người sinh năm 1978 tuổi Mậu Ngọ trong năm 2024, thấy được rằng tuổi này có số vất vả, khó khăn từ khi mới bắt đầu bước chân vào cuộc sống, kiếm tiền mưu sinh, gặp nam tương xung với bản mệnh nên vận trình càng có thêm nhiều biến động lên xuống thất thường. Chính vì vậy mà là số tử vi dành riêng cho quý bản mệnh trong tháng 9 âm lịch ngày hôm nay sẽ giúp cho quý vị có thể nắm rõ được vận trình thời gian, để số các tỵ hung đón lành, tránh giữ may mắn và hanh thông hơn trong cuộc sống và ý chi tiết như thế nào. Xin mời quý vị hãy theo dõi hết video dưới đây. Trước tiên, ta cùng tìm hiểu qua đôi điều về những nét riêng trong tính cách và vận số cuộc đời của những người tuổi Mậu Ngọ, sinh năm 1978. Mậu Ngọ thuộc mẫu người có đầy đủ hai đức tính của Can Mậu: cứng rắn, trực tính, nóng nảy, lòng đầy tự hào, càng đi xa nơi sinh trưởng càng có lợi. Và chi ngọ nhanh nhẹn, phóng khoáng, nhiều hoài bão, mang chí lớn nhưng không bền chí, rất khỏe mạnh, thích sống đời tự lập, ham vui, mau quên, mau chán, bất khuất, ngang tàn, nhưng biết phục thiện, ít khi muốn hợp tác với ai vì tính tự kiêu. Người Mậu Ngọ phần lớn nhiều tham vọng, thích làm chuyện đại sự, nhưng thiếu quyết tâm và dễ nản, ít kiên nhẫn, thường xung khắc với cha mẹ, đôi khi về già khác cả với con cháu. Sinh vào mùa xuân, hạ thì hợp mùa sinh, mùa đông ít thuận lợi. Mậu Ngọ là những người có cuộc sống sung sướng, an nhàn, đầy đủ từ khi còn nhỏ. Cuộc đời của họ luôn gặp được nhiều niềm vui và may mắn, ít khi đau khổ, buồn phiền. Tuy nhiên, đôi lúc họ vấp phải sai lầm, thất bại không đáng có, bởi sự chủ quan nóng nảy của mình. Nếu khắc phục được điều này, Mậu Ngọ sẽ là những người sớm thành đạt, có địa vị, quyền lực trong xã hội. Thời còn trẻ, những người này ham học hỏi và khám phá những điều mới mẻ. Họ ít khi dành thời gian ở nhà, luôn đi xa để trải nghiệm cuộc sống bên ngoài. Những người sinh năm Mậu Ngọ luôn sống nhiệt huyết, tràn đầy năng lượng. Tuy nhiên, họ lại là người thẳng tính, nên nhiều khi dễ làm mất lòng người khác. Có rất ít bạn thân, nhưng vì có tấm lòng độ lượng, hào phóng, sẵn sàng giúp đỡ người khác, nên Mậu Ngọ cũng rất được mọi người yêu mến, kính trọng. Mậu Ngọ không sợ khó khăn, sẵn sàng đối diện với mọi hoàn cảnh. Càng đối diện với khó khăn thì họ càng thích. Tuổi này rất thích hợp với những công việc mang tính chất cạnh tranh cao. Tuổi Mậu Ngọ có tinh thần độc lập cao, nên sớm lập được sự nghiệp cho riêng mình. Nhiều ví dụ cho thấy, người tuổi Mậu Ngọ thời trẻ thường xa gia đình, dù ở nhà, tinh thần độc lập cũng luôn thúc đẩy họ bắt đầu sự nghiệp của mình ngay từ rất sớm. Mậu Ngọ luôn lạc quan cho dù gặp phải khó khăn, thất bại. Do vậy, họ sẵn sàng quên đi quá khứ để hướng về tương lai, làm lại từ đầu, tạo dựng sự nghiệp. Trong quan hệ xã hội, quan hệ làm ăn, họ là những người chân thành, đáng tin cậy, đúng sai phân minh, rạch ròi, lòng dạ rộng rãi, luôn là người tiên phong giải quyết vấn đề khó khăn. Xét về năng lực phấn đấu, Mậu Ngọ sinh vào ban đêm thì cư xử khéo léo hơn. Mậu Ngọ sinh ban ngày nóng nảy, gấp gáp và mưu cầu công việc hơn. Mậu Ngọ có thể kiếm tiền bằng nhiều nguồn. Họ có thể là một chính nhân quân tử, làm việc, kiếm tiền ngay thẳng, hoặc có thể kiếm tiền một cách bất ngờ, táo bạo và thiếu ổn định. Mậu Ngọ luôn biết nghĩ và lo lắng cho người khác. Họ nóng nảy, đôi khi kiêu căng, nhưng chất chứa trong đấy là một trái tim ấm áp. Tuổi Mậu Ngọ thường rơi vào những cuộc tình rắc rối, không gặp nhiều may mắn. Trong tình yêu, tuổi Mậu Ngọ nhiệt tình, nhưng thiếu nhẫn nại, đôi khi còn không biết cách lấy lòng người yêu. Phụ nữ Mậu Ngọ rất dễ đổ ngã trước những người đàn ông nam tính,
Họ luôn theo đuổi một cuộc sống gia đình hoàn mỹ, là người dịu dàng, ấm áp, luôn làm tốt vai trò nữ chủ trong gia đình. Nếu lấy được đàn ông tuổi Mậu Ngọ thì rất là thành công. Nam Mậu Ngọ thời trai trẻ dụng về, nhưng trưởng thành từ từ sẽ trở nên hoàn thiện, phong độ và được phái nữ ngưỡng mộ. Sau khi kết hôn, có thể anh ta sẽ đón hoa nhặt cỏ ở bên ngoài, nhưng vẫn nhớ quan tâm, chăm sóc gia đình. Là một người chồng biết yêu thương, đùm bọc gia đình và có phần gia trưởng, đàn ông tuổi này dễ siêu lòng với phụ nữ dịu dàng. Tổng quan tuổi Mậu Ngọ tháng 9 âm lịch năm Giáp Thìn 2024. Bước sang tháng 9 âm lịch, Mậu Ngọ hãy cứ nhớ, có những cuộc vượt khó mới thể hiện được sự kiên cường và mạnh mẽ của ta. Từ thành phải qua những cuộc chiến vất vả như thế, thì khi đạt được nó mới thấy đủ sự sung sướng, thấu đủ sự rực rỡ đã bùng nổ trong một đoạn sống nhiệt tình và hết mình. Rồi một mai ta sẽ ngồi lại nhâm nhi một tách trà, nghe một bản nhạc, đọc một cuốn sách, kể lại cho con cháu ta nghe cái giai đoạn ta đã máu lửa tới thế nào. Thành hay bại, được hay mất cũng không sao hết, miễn là ta đã chiến, ta đã cố, ta đã có những thời khắc huy hoàng của bản thân ta. Ta đã không hối hận cho những lựa chọn dù sai ở tương lai, nhưng đúng ở hiện tại, hợp với những điều ta mong mỏi ngóng trông. Khi bạn nghĩ rằng bạn có đủ dũng cảm để tự kết thúc kiếp nhân sinh của mình, thì thực tế bạn đang hơi hèn nhát để đối diện với khó khăn, lẩn tránh khỏi đoạn đường gồ ghề mà bạn biết bạn phải vượt qua khi lựa chọn đối diện với vấn đề. Bi hài là ở chỗ dù bạn có tự kết thúc đi chăng nữa, thì nó cũng chỉ nhẹ nhàng được vài giây. Sau đấy là một chuỗi liên miên những sự kiện ở cõi khác, chắc gì đã nhẹ nhàng hơn cho tâm hồn bạn. Rồi giả sử bạn có lại truyền kiếp một lần, nghiệp lớn vẫn còn, bài học vẫn có, bài thi vẫn dang dở, bạn sẽ lại phải đối diện với vấn đề đấy một lần nữa. Khổ như vậy, khó như thế, mệt thì nhiều lần hơn. Tôi biết lắm lúc bạn muốn bỏ mặc buông xuôi lắm, khi bạn chán nản, trầm cảm và mệt mỏi. Chiến binh không phải lúc nào cũng chiến thắng cả, mà là không ngừng chiến đấu dù chỉ một giây khi đang trong trận. Nếu bạn đang quẩn quanh quá, đang mệt mỏi quá, đang ưu phiền quá, hãy cứ viết một dấu chấm than ở đây, hoặc kể lại câu chuyện của chính mình, coi như một nhịp thở tiêu cực của mình vào vũ trụ bao la, cho nó tan biến đi, cho tâm hồn bạn một khoảng tĩnh, rồi lại tiếp tục cố gắng đấu đời. Con đường xây dựng sự nghiệp của bạn có khá nhiều vận may tài lộc. Mỗi lúc khó khăn, người này đều có quý nhân ra tay giúp đỡ, tháo gỡ mọi rắc rối. Rất nhiều cơ hội đang chờ đón bạn ở phía trước. Tuy nhiên, nếu không biết nắm bắt, bạn sẽ rơi ngay vào tình trạng khủng hoảng trầm trọng. Có lẽ thói quen chi tiêu hoang phí xa xỉ của bạn nên thay đổi, nếu không muốn gặp cảnh túng thiếu phải đi vay mượn. Thay vì đầu tư tiền bạc vào những món đồ xa xỉ, bạn hãy học cách tiết kiệm cho tương lai của mình, có thể là đầu tư kinh doanh, bất động sản. Theo tử vi về mặt tài vận của người tuổi Mậu Ngọ là người khá tốt số và gặp may mắn, có quý nhân phù trợ, thường được nhiều tài lộc bất ngờ. Tuy nhiên, thu nhập của bạn lại không nhờ vào sức lực của bản thân hay tri thức phong phú, mà chỉ là do vận may mà thôi. Nhưng vận may như vậy không phải lúc nào cũng đến. Nếu không nắm chắc thời cơ thì là có lỗi với bản thân. Thường thì nguồn tiền tài của bạn không phải là do kết quả vất vả kinh doanh, mà là nhờ vào một số lần đầu tư mang tính chất thời cơ. Bạn chẳng bao giờ rầu rĩ về chuyện tranh giành tiền bạc, dường như bạn luôn có vận may trời ban về tài lộc. Và sau đây là phần luận giải tử vi chi tiết cho tuổi Mậu Ngọ, sinh năm 1978, trong tháng 9 âm lịch, năm Giáp Thìn 2024. Trên bốn phương diện chính của cuộc sống, gồm sự nghiệp, tài vận, tình duyên, sức khỏe, mời quý vị cùng theo dõi. Đầu tiên, xét trên phương diện sự nghiệp tuổi Mậu Ngọ, sinh năm 1978, tháng 9 âm lịch, năm Giáp Thìn. So với tử vi tháng 7 âm, vận trình tháng 9 của tuổi Mậu Ngọ có chuyển biến tích cực về nhiều phương diện. Đây là thời điểm thích hợp để bạn tiến hành những việc quan trọng, tỷ lệ thành công cao. Bạn có quý nhân tam hợp nâng đỡ, một vài trở ngại khó khăn trong công việc dần được tháo gỡ, thậm chí một vài việc trước đó bị tồn đọng, nay sẽ được khơi thông, hứa hẹn kết quả bất ngờ. Vận quý nhân dượng tạo điều kiện cho bạn có thể triển khai nhiều việc cùng lúc. Nhân lúc còn khỏe hãy làm mọi thứ bạn mong muốn, cứ mãi lần nữa thì thành công bao giờ mới tới. Thời điểm này, người làm công ăn lương khắc phục được nhiều khó khăn trong công việc, thậm chí càng gặp phải khó khăn, bạn lại càng trở nên mạnh mẽ hơn. Bản mệnh ý thức được đâu là thời điểm mình cần mạnh dạn thể hiện bản thân,
Các tinh đế dưỡng xuất hiện là dấu hiệu tháng này cơ hội để bạn thăng chức tăng lương là rất cao. Những cố gắng của bạn trước nay ắt hẳn đã được nhìn nhận và đánh giá xứng đáng. Đối với người làm lãnh đạo, bạn cũng khẳng định được uy tín của mình, khiến cấp trên thán phục và tôn trọng. Bản mệnh hoàn toàn có khả năng chỉ huy dẫn dắt mọi người, cùng đoàn kết để hoàn thành mục tiêu lớn lao. Tuy nhiên, tháng này cũng không chỉ toàn những điều thuận lợi, có một vài thời điểm hung tinh ngũ quỷ sẽ đem đến kẻ tiểu nhân gây rối, khiến công việc của bạn gặp phải một chút trục trặc. Trong các tàng hung mưu sự tỉ mỉ chu đáo, hành sự thận trọng để tránh sai lầm đáng tiếc khiến tiền đồ lao dốc. Xét trên phương diện tài lộc, tháng 9 âm lịch tuổi Mậu Ngọ, sinh năm 1978. Người tuổi Mậu Ngọ cũng có cơ hội thu về tiền đầy túi trong tháng 9 này. Mọi việc của bạn bắt tay vào thực hiện đều đem lại những dấu hiệu tích cực, nhờ vậy mà đồng tiền chảy vào túi không ngừng. Với người làm công ăn lương, bạn khẳng định được vị thế của bản thân mình, không chịu thua kém bất cứ ai, nên dễ dàng gây ấn tượng tốt trong mắt lãnh đạo. Những thành tích cao trong công việc giúp bạn chạm tay vào nhiều cơ hội nhận tiền thưởng nóng, thậm chí một vài người còn thành công trong việc đề nghị một mức lương cao hơn, một vị trí cao hơn trong tập thể. Trong đầu tư, hợp tác làm ăn, bạn vẫn phải đề cao cảnh giác, không nên tin tưởng người khác thái quá, kẻo bị lợi dụng hoặc lừa gạt khiến tiền mất tật mang. Tháng không có tài tinh cao chiếu, trong việc vay mượn tiền bạc tuổi Mậu Ngọ cũng phải hết sức tỉnh táo. Dù là bạn cho người khác vay tiền hay đi vay vốn làm ăn, cũng cần tìm hiểu kỹ các nguồn thông tin, đừng để bị rơi vào cái bẫy của kẻ xấu. Tình hình kinh doanh buôn bán khả quan, đầu tháng được lộc trời cho, bản mệnh kiếm được không ít tiền bỏ vào túi, nên tiếp tục quay vòng dòng tiền, đừng để tiền chết sẽ khó sinh lời. Tất nhiên, quá trình bắt tay vào làm việc không tránh khỏi khúc mắc, song dần dần bạn sẽ tìm được cách để làm việc đúng đắn, mọi việc hanh thông giúp tiền chảy về túi dễ dàng hơn. Ở một vài thời điểm trong tháng, bạn vẫn cần phải đề phòng tác động của hung tinh ngũ quỷ, có những kẻ không đáng tin cậy sẽ rủ bạn hùn vốn đầu tư vào những lĩnh vực lừa đảo. Hãy tinh tường để nhận ra ai là người tốt, ai là kẻ xấu để tránh rơi vào tình trạng mất tiền, mất của không đáng. Về phương diện tình cảm, gia đạo tuổi Mậu Ngọ, trong tháng 9 âm lịch năm 2024. Tiếc rằng phương diện tình duyên của người tuổi Mậu Ngọ lại không được như ý, dưới tác động của cục diện ngũ hành xung khắc. Có lẽ đây là lúc bạn cần xem lại cách hành xử của mình, chớ nên vô tình hoặc cố ý gây tổn thương cho người khác, đặc biệt là với những người thân thiết nhất. Nếu đã lập gia đình, cần đề phòng đào hoa dữ gây ra xung đột, sự hoài nghi giữa đôi bên, suy nghĩ bế tắc khiến bản mệnh nảy sinh tâm lý chán chường, rất dễ bị dụ dỗ, thay đổi tình cảm rơi vào tình tay ba phức tạp, vợ chồng thiếu hòa hợp cả ở lời ăn lẫn tiếng nói, chuyện sinh hoạt chăn gối. Áp lực cuộc sống quá lớn chi phối tất cả nên dành thời gian để chia sẻ, trò chuyện nhiều hơn để có thể cùng nhau tháo gỡ khó khăn. Bạn cần nhường nhịn, bao dung và lắng nghe cảm xúc của nửa kia nhiều hơn, đừng nên bắt đối phương nghe mãi theo sự sắp đặt của mình. Mỗi khi có mâu thuẫn nổ ra, bạn cũng trở nên hiếu thắng, muốn mình trở thành người chiến thắng trong mọi tình huống. Trên thực tế, vợ chồng hơn thua nhau chẳng đem tới cảm xúc tích cực cho bất cứ ai, mà chỉ khiến bầu không khí trong nhà thêm căng thẳng hơn mà thôi. Đối với người độc thân, trên thực tế thì bạn có được người thân quen giới thiệu cho những đối tượng triển vọng, bản mệnh nên mở lòng hơn để tiếp xúc với mọi người. Trớ nên sống mãi trong thế giới riêng, chỉ khi tiếp xúc giao lưu với mọi người, bạn mới nhận ra ai tốt, ai xấu, ai là người phù hợp với mình, đừng nên giữ những quan điểm tiêu cực trong đầu. Cuối cùng là phương diện sức khỏe, tuổi Mậu Ngọ tháng 9 âm lịch năm 2024. Xem tử vi cho thấy, bước sang tháng 9 âm lịch, Ngọ quả không bị khắc chế với thái tuế, sức khỏe hầu như không phát sinh vấn đề gì nghiêm trọng. Có điều, bản mệnh cần chú ý nhiều tới vấn đề dinh dưỡng, an toàn thực phẩm, đề phòng ngộ độc nguy hiểm tới tính mạng. Tuổi Mậu Ngọ cần chăm chỉ luyện tập thể dục, thể thao thường xuyên hơn nữa. Lười vận động là nguyên nhân gây ra hàng loạt những trục trặc về sức khỏe như thừa cân, tiêu hóa kém, khí huyết lưu thông yếu, mắc các chứng bệnh về xương khớp. Tuy nhiên, nguyên tắc dưỡng sinh mùa thu là chỉ nên vận động nhẹ nhàng, hạn chế vận động quá mạnh, gây mất sức càng khiến cơ thể suy nhược hơn. Ngoài ra, cần chú ý điều hòa tâm trạng, trạng thái tinh thần,
giữ tinh thần lạc quan yêu đời để làm nền cho hai khí âm dương cân bằng, từ đó phòng tránh bệnh tật. Quý vị thân mến, mỗi tuần trong tháng lại có những biến động khác nhau, vậy nên ngay sau đây, Minh Đường Tử Vi sẽ đi vào phần luận giải tử vi từng tuần trong tháng 9 âm lịch để mệnh chủ Mậu Ngọ có những kế hoạch phát triển cho mình. Đầu tiên là tử vi tuần 1 trong tháng 9 âm lịch tuổi Mậu Ngọ. Theo tử vi tuần mới của bản mệnh Mậu Ngọ, bạn khá chật vật, con giáp này ăn ở hiền lương nhưng ngồi không cũng dính họa. Có kẻ ghen ăn tức ở do thấy bản mệnh giỏi hơn, giàu hơn nên nóng ruột đặt điều chê bai. Dù là làm công việc gì thì cũng có kẻ muốn cạnh tranh âm thầm sau lưng bạn, đặc biệt là những người làm tự do hoặc công chức, càng ăn nên làm ra, càng ít bạn chơi cùng. Tuy nhiên đừng nản lòng, kết quả mà bạn nhận được sẽ vô cùng xứng đáng với sự tận tụy và công sức của bạn bỏ ra. Vận tài lộc có chút mất mát nhỏ không đáng kể nhưng vẫn cần phải đề phòng. May mắn là càng về cuối tuần, tuổi Mậu Ngọ càng có nhiều cơ hội để gia tăng thu nhập. Tuy nhiên, bản mệnh được khuyên là nên tập trung vào công việc chính, chớ tham lam quá sức, kẻo tiền đi chữa bệnh quá tiền làm ra. Vận trình tình cảm hung cát đang xen, bản mệnh nên cảm thấy hạnh phúc với chính bản thân mình và những mối quan hệ hiện tại. Người không tốt thì không nên tiếc. Đầu tuần có tin vui liên quan tới cưới hỏi, sinh nở trong gia đình hoặc họ hàng. Cuối tuần thì cẩn thận có điểm xung đột cãi cọ trong nhà, tuổi Mậu Ngọ nên bớt nóng tính lại. Tử vi tuần 2 trong tháng 9 âm lịch của tuổi Mậu Ngọ, sinh năm 1978. Tử vi tuần mới chỉ ra rằng vận trình của tuổi Mậu Ngọ đang xen cả hung lẫn cát, may mắn chủ yếu tập trung vào nửa đầu tuần. Tuy nhiên về cuối tuần phải cẩn thận hơn, đặc biệt là về sức khỏe nhớ chú ý đi lại, ốm đau, có phương pháp điều trị kịp thời. Nữ mệnh sẽ khá hơn nam mệnh trong mặt công việc, vận trình công danh của bạn sẽ dựng lên rất nhiều, vậy nên hãy cố gắng nắm bắt cơ hội. Tuy nhiên, không được thấy may mắn mà chủ quan, bản mệnh phải hết sức cẩn trọng trong công việc, giấy tờ, ăn nói vào cuối tuần kẻo mắc bẫy kẻ xấu. Việc làm ăn của tuổi này không đến nỗi tệ nhưng có tiểu nhân quấy phá nên tài lộc bị cản trở. Con giáp này nên tránh gây rắc rối với kẻ hẹp hòi, họ sẽ luôn tìm cách để hãm hại hoặc lợi dụng bản mệnh. Tiền làm ra thì nên cẩn thận cất giữ, đừng đem đi khoe khoang khắp nơi. Cuối tuần có tin vui tình cảm, bạn hãy cứ nên để mọi chuyện thuận theo tự nhiên, đừng nóng vội có khi lại hỏng chuyện. Nữ mệnh được nhiều người để ý đến, có duyên ăn nói giỏi ngoại giao. Người chưa lập gia đình thì nên bàn chuyện cưới hỏi trong tháng này, chứ đừng có để lâu hơn. Tử vi tuần 3 trong tháng 9 âm lịch tuổi Mậu Ngọ. Theo tử vi tuần 3 của tháng, tuổi Mậu Ngọ có phần may mắn hơn. Tuy nhiên dù vận khí rất tốt nhưng cũng chỉ đóng vai trò trợ lực. Từ thân bản mệnh có vận động hay không mới là điều quyết định. Công việc bận rộn, áp lực công việc đôi lúc sẽ làm con giáp này cảm thấy bế tắc và muốn buông xuôi. Nếu có thể, bản mệnh nên thay đổi chỗ công tác đi xa một thời gian để sớm tìm ra giải pháp thích hợp cho dự án sắp tới. Người đang có ý định xuất ngoại làm ăn, luân chuyển công tác càng đi xa thì công việc càng thuận lợi và may mắn hơn. Về tài lộc, bản mệnh có thể sẽ chấp nhận việc hư hao tiền bạc hoặc chạy dạy đâu đó nếu muốn được việc, nhưng được cái ăn nên làm ra cần cù thì sẽ được nhiều lộc. Tuổi nô có bản lĩnh nên chẳng sợ phải thua thiệt, sống có đức thì tiền bạc tự tìm tới, đặc biệt là những người phải đi làm ăn xa. Vận trình tình cảm có lợi cho nữ giới hơn là nam giới. Tuổi Mậu Ngọ có duyên gương mặt khả ái hay được lòng người khác giới, trong tuần tình duyên dượng dễ mà được tỏ tình. Cuối cùng là tử vi tuần 4, tuổi Mậu Ngọ, tháng 9 âm lịch 2024. Tử vi tuần của tháng bản mệnh có một tuần tràn đầy năng lượng, những người sắp xuất ngoại làm ăn thì chuẩn bị đón tin vui. Đầu tuần mọi mặt chưa được suôn sẻ, thế nhưng cũng đừng quá lo lắng, mọi chuyện cũng dần trở nên tốt hơn. Công việc trong tuần mới cực kỳ có lợi cho những người vốn năng động. Nếu bản mệnh cảm thấy mình không thực sự phù hợp với công việc này, thì đừng ngại ngần rời bỏ để đi tìm một công việc mới. Biết đâu ở chỗ làm mới với mức lương cao hơn, môi trường sống của bạn sẽ cao hơn thì sao? Càng vất vả bôn ba xông xáo thì con giáp này thu hoạch càng nhiều. Tiền do mình vất vả kiếm được nên thiên hạ có nói gì thì cũng kệ họ. Chẳng qua người ta thấy bản mệnh làm ăn được nên ghen ăn tức ở mà thôi.
Vận trình tình cảm có lợi cho nam hơn là nữ. Nam giới nên tích cực theo đuổi người mình thích, kẻo lỡ mất cơ hội. Nửa kia tôn trọng và không bao giờ xâm phạm vào những bí mật của bản mệnh. Thuận vợ thuận chồng nên làm việc gì cũng gặp may. Nhân sinh cảm ngộ. Nếu cảm thấy con đường phía trước u tối, hãy nghe chia sẻ của Minh Đường Tử Vi về lời Phật dạy về khó khăn trong cuộc sống này và bạn sẽ lại mỉm cười, có thêm động lực để bước tiếp. Phật nói, cuộc đời là biển khổ mênh mông, không có ngày thôi dứt. Hãy lắng nghe những lời Phật dạy về khó khăn trong cuộc sống, sẽ mang lại cho bạn chỗ dựa tinh thần khi phải đối mặt với những trở ngại trên con đường đi tìm thành công, hạnh phúc của riêng mình. 1. Vạn vật vốn vô sinh vô ngã, nghĩ làm gì khi đã thấy chân như, hãy tịnh tâm mà an tĩnh trong thiền, khai trí tuệ ta đi tìm bến giác. 2. Mỗi khi mỗi bước trên con đường mình đã chọn, hãy tự nhủ mình, tiếp tục đi, đừng dừng lại. Mỗi bước có thể khó khăn hơn, nhưng đừng dừng lại, diễn cảnh đẹp nhất là lúc ở trên đỉnh. 3. Nó chỉ là vấn đề, nếu con nghĩ nó là một vấn đề. 4. Đừng nghĩ mãi về quá khứ, nó chỉ mang tới những giọt nước mắt. Đừng nghĩ nhiều về tương lai, nó chỉ mang lại lo sợ. Sống ở hiện tại với nụ cười trên môi, nó sẽ mang lại niềm vui cho con. 5. Nếu không có được điều con muốn, có nghĩa là cái gì đó tốt đẹp hơn đang đến. 6. Hiểu và biết ơn những nỗi sợ. 7. Giá trị của một con người không phải là khi họ đang ở vị trí thuận lợi, mà là khi họ đang rơi vào hoàn cảnh khó khăn và đau khổ nhất. Những lời Phật dạy về khó khăn trong cuộc sống sẽ là ngọn lửa thắp sáng lối đi trên con đường của chính bạn. 8. Đã từng trải qua khó khăn, chứng minh thành công cách con không xa. 9. Đừng để quá nhiều những việc của ngày hôm qua chiếm lấy ngày hôm nay của con. 10. Những thứ đã mất đi kỳ thực là do chúng chưa từng thực sự thuộc về con, vậy nên đừng nuối tiếc, lại càng không cần phải nhất quyết đòi lại cho bằng được. 11. Trước khi thành công, đừng nói cho bất kỳ ai. 12. Cuộc sống mệt mỏi, một nửa là vì sinh tồn, một nửa còn lại là vì dục vọng và sự so sánh. 13. Hãy đối xử với bản thân mình tốt một chút, bởi lẽ đời người chỉ dài bằng gang tay. Hãy đối xử với những người xung quanh tốt một chút, bởi vì một đời chưa hẳn đã có thể gặp lại nhau. 14. Xin lỗi là một sự chân thành, không sao, là một phong thái. Nếu con đã xin lỗi một cách chân thành nhưng lại không được đền đáp bằng phong thái không sao, thì chỉ có thể nói rằng đối phương là kẻ vô tri và thô tục. 15. Cùng là một chiếc bình như vậy, tại sao con lại chứa độc dược? Cùng một mảnh tâm, tại sao con phải chứa đầy những não phiền như vậy? 16. Thời gian sẽ trôi qua, để thời gian xóa sạch phiền não của con đi. 17. Con cứ xem như những chuyện đơn thuần thành nghiêm trọng, như thế con sẽ rất đau khổ. 18. Chỉ cần đối diện với hiện thực, con mới vượt qua hiện thực. 19. Nếu có thể sống qua những ngày bình an thì đó chính là một phúc phần rồi. Biết bao nhiêu người hôm nay đã không thấy được dần thái dương của ngày mai. Biết bao nhiêu người hôm nay đã trở thành tàn phế. Biết bao nhiêu người hôm nay đã đánh mất tự do. Biết bao nhiêu người hôm nay đã trở thành nước mất nhà tan. 20. Lấy từ bi và ôn hòa để thắng nóng giận, lấy hiền lành để thắng hung dữ, lấy bố thí và lòng rộng rãi để thắng tham lam, lấy chân thật để thắng giả dối. 21. Sống một ngày là có diễm phúc của một ngày, nên phải trân quý. Khi tôi khóc tôi không có dép để mang, thì tôi lại phát hiện ra có người không có chân. 22. Thất bại không phải là bạn không biết làm điều gì đó, thất bại là bạn biết nhưng không làm. Hãy thành thật với bản thân, hành động theo tiếng nói của trái tim để đạt được điều bạn mong muốn. 23. Đừng trách, đừng buồn, đừng than thở, đừng hờn, đừng giận, đừng ngỡ ngàng, nhẹ nhàng chấp nhận điều ngang trái, oán hận làm chi chuyện bẻ bàng. 24. Nếu một người chưa từng cảm nhận sự đau khổ, khó khăn thì rất khó cảm thông cho người khác. Con muốn học tinh thần cứu khổ cứu nạn thì trước hết phải chịu đựng được khổ nạn. 25. Đời quá ngắn thương nhau còn chưa đủ, bận lòng chi bao oán hận bâng quơ, ta cười bóng trong gương cười trở lại, lòng yêu thương thành biển động vô bờ. Dân, quý vị thân mến, trên đây là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về tử vi tháng 9 âm lịch.
năm Giáp Thìn 2024 của tuổi Mậu Ngọ, sinh năm 1978. Minh Đường Tử Vi rất mong rằng quý vị sẽ có một tháng nhiều may mắn, gặt hái nhiều thành công và làm giàu cho bản thân mình, cho xã hội. Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video. Mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ, vui lòng comment ở bên dưới và bình luận. Ban biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí trong thời gian sớm nhất. Mến chúc quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.